gì đó. Trời em, khỏe chứ em? Dạ.
Chân luôn con như lúc ban đầu á. Chạy qua đây. Mà nhảy đáp luôn con. Hai hàng ở trên. Rồi vị trí của mình nhanh theo hai bạn nhỏ đứng chỗ này. Đứng chỗ nào đó con? Đứng mình đứng hàng đầu là mình. Linh Hiên Đào tiến ba bước bước Linh. Xin chào các em, hôm nay là cô giới thiệu với các em đó là Nguyễn Viết Hòa, chủ tịch công ty võ đường Ngọc Hòa. Dù là rất là bận nhiều việc nhưng là được tin là sáng chủ nhật tuần này câu lạc bộ chúng ta tổ chức thi nâng cấp đai. Cô trân trọng kính mời thầy ra giám sát và tham gia kỳ thi chấm thi với câu lạc bộ. Thì đáng lẽ là chủ nhật chấm thì thứ bảy thầy mới ra, nhưng vì thầy muốn đi tham quan và thăm tất cả các cái sân tập của câu lạc bộ mình, như là muốn gặp và nói chuyện với các em, nên là thầy đã sắp xếp thời gian và thầy đã ra sớm hơn dự định. Thì đề nghị sau tận chúng ta nhiệt liệt chào đón thầy. Sau đây cô trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hoàng để có đôi lời với sau tận của chúng ta. Thầy em nghiêm túc và ghi nhận những cái nhận xét. Chào tất cả các em, chào các huấn luyện viên và các trợ giáo. Hôm nay thầy đã đi thăm một số câu lạc bộ ở đây rồi và thấy tinh thần tập luyện của các em như vậy rất là tốt. Đó, chúng ta bây giờ thì cái việc tập võ nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa thầy đi tập võ là rất là khó khăn, đi tìm một cái địa điểm tập võ rất là khó khăn. Nó không dễ như bây giờ. Bây giờ không những là tập ở câu lạc bộ dễ mà chúng ta còn có thể tập trên YouTube. Trên YouTube thì chúng ta có thể xem những cái vận động viên vô địch thế giới hay là vô địch Việt Nam ở trên đó. Các cái video ở trên hướng dẫn rất là nhiều. Và chúng ta có hoàn toàn có thể chỉnh sửa các bài quyền theo trên YouTube được. Chúng ta biết là kể cả giải vô địch quốc gia chăng nữa mà những cái trọng tài đi giải vô địch quốc gia hết sức là ngỡ ngàng khi mà thấy các vận động viên đi quyền tốt như vậy. Tốt hơn cả cái người huấn luyện cho cái vận động viên đó. Thì các cái huấn luyện viên và các trọng tài mới hỏi là cái bài quyền này em chỉnh ở đâu, thì em nó trả lời là chỉnh ở trên theo trên YouTube đó. Chúng ta thấy là kỹ thuật của karate là kỹ thuật chuẩn trên toàn thế giới, chứ không riêng ở Bình Định hay là Khánh Hòa hay Nghệ An hay Hà Nội Sài Gòn gì cả, mà cái kỹ thuật của karate là được hệ thống chuẩn trên toàn thế giới, cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn có thể chỉnh sửa trên đó. Nếu chúng ta tập tốt, mọi người sẽ đánh giá là chúng ta tập tốt. Mà nếu chúng ta tập dở, mọi người lập tức đánh giá là chúng ta tập dở. Chứ không phải như một ca sĩ Việt Nam biểu diễn, hát tiếng Việt.
thì người nước ngoài có thể người ta không biết thằng này hát hay hát dở gì cả. Ca sĩ cũng có người hát hay người hát dở. Đó, nhưng mà một võ sinh biểu diễn một bài quyền, người ta hoàn toàn biết ngay là võ sinh đấy tốt hay là không tốt. Cho nên là khi mà chúng ta tập thì chúng ta không những là chúng ta tập theo thầy của mình, mà chúng ta còn phải nghiên cứu thêm các tài liệu để chúng ta chỉnh sửa kỹ thuật của mình cho nó tốt hơn. Đó, học võ thì cái quan trọng nhất của học võ là rèn cho mình cái phẩm chất, tư cách, đạo đức, thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Còn võ thuật chỉ là tăng cường về sức khỏe để tự vệ trong những tình huống hiểm nghèo. Chứ còn nếu mà chúng ta học võ mà người thầy không dạy cho chúng ta về tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lúc nào cũng dạy cho đánh nhau, thì chúng ta không khác nào con trâu con bò cả. Ông xui, ngày xưa tôi đi trâu, người ta cứ hồ lê là hai con trâu lao vào húc bụp một phát, móc móc móc, có con móc cho phèo mắt ra, có con móc cho chảy máu ra. Nó ngu, nó không biết gì cả, nó cứ thấy thế, nó tưởng là hay. Nhưng mà con người chúng ta khác ở chỗ là chúng ta có tri thức, có đầu óc, có nhận thức. Chúng không phải là chúng ta đi, nó xui vào đánh đi, đánh như mày học võ mày đánh được, mày ngon nọ kia là lao vào đánh nhau, không phải. Chúng ta thấy nhiều vụ thách đấu của Forrest rồi của một số võ sư như là Đoàn Bảo Châu hay là Lê Hoài Linh gì đó. Nói chung là các vị thách đấu tùm lum mà thầy có trả lời trên YouTube, cũng rất nhiều người vào xem. Thậm chí mà khi phát trực tiếp này có hàng trăm người vào chào và hỏi mình khi mà mình phát trực tiếp để trả lời những cái vụ thách đấu đó. Thì trên đó mình nói rất nhiều về cái chuyện học võ là để học đạo làm người, để tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chứ không phải là học đấm nhau. Học võ chỉ là để tự vệ trong tình huống hiểm nghèo. Đó, nhưng rất tiếc là cái buổi hôm nay thì thầy không có nhiều thời gian, chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Chỉ mong các em hiểu được là học võ là để rèn luyện về đạo đức, là cái rất là quan trọng, và rèn luyện cho mình cái ý chí, bản lĩnh. Đó. Nếu mà người học võ mà không có ý chí, bản lĩnh thì không làm nên được những nghiệp lớn sau này đâu. Các em xem các cái chương trình truyền hình làm về thầy, các em gõ vào Google, các em gõ là cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn, có hẳn một cái chương trình truyền hình làm về thầy á. Thì các em biết là để có được ngày hôm nay thì chắc chắn là thầy phải có một cái sự nỗ lực rất là... Có nghĩa là báo chí và truyền hình họ nói là mình có một sự nỗ lực phi thường. Nhưng mà chắc chắn cái thành công của mình ngày hôm nay có sự đóng góp của võ thuật. Đó là một điều không thể phủ nhận, bởi vì võ thuật nó đưa lại cho mình cái ý chí và bản lĩnh hơn hẳn những người khác. Nếu người thầy dạy võ mà truyền được cho chúng ta ý chí và bản lĩnh, và chúng ta quyết tâm tu luyện, thì sau này chúng ta sẽ thành công. Còn nếu chúng ta học võ mà cứ đến học đấm đá ba lăng nhăng xong về, và ông thầy cũng không dạy gì cho mình về đạo đức hay về ý chí bản lĩnh, thì sau này chúng ta cũng không hơn người thường là bao nhiêu cả. Chúng ta biết trên thế giới có những vị tổng thống rất là nổi tiếng và là võ sư. Các em biết là ai không? Chắc khó, khó nhỉ. Có ai biết không? Putin ấy. Putin là một trong những vị tổng thống được xem là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Năm nào đấy, hình như là 2007, 2008 hay là 2000 bao nhiêu đó, thì là Putin được xem là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Bây giờ vẫn là một người đàn ông quyền lực, nhưng mà chắc không phải là nhất thế giới nữa. Nhưng mà bây giờ Putin vẫn là một người đàn ông đầy quyền lực, và ông ta là một vị võ sư. Thì cái tính cách của một người học võ nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường đời của mình sau này. Hy vọng là các em hiểu được những cái điều đó. Và khi học võ thì chúng ta phải tăng cường nghiên cứu các tài liệu về võ để nó tăng thêm cái kiến thức hiểu biết của mình về võ. Thì như thế thì sau này chúng ta sẽ thành công thôi. Chứ không phải là võ thuật nó đem đến cho mình tiền. Ví dụ như thầy, rất nhiều các cái câu lạc bộ võ của thầy mở ra, thầy chả lấy một đồng nào cả, 1.000 không lấy luôn. Không lấy. Nghĩa là huấn luyện viên họ thu, nói chung là cái chuyện tiền bạc nó không được là bao nhiêu, cái tiền học phí nó có được mấy đồng đâu. Nhưng mình cái thành công là trong kinh doanh của mình, chứ không phải là trong cái việc võ. Thì buổi hôm nay chắc là không thể nói nhiều được, bởi vì thời gian nó ngắn, lại còn phải đi thăm các câu lạc bộ nữa. Thì nếu mà các em muốn hiểu thêm, các em có thể xem các cái chương trình truyền hình làm về thầy rất nhiều. Có cả chương trình Người Đương Thời của VTV1 làm về thầy. Chúng ta gõ Người Đương Thời Nguyễn Viết Hòa là nó ra. Hoặc nếu chúng ta quên hết, chúng ta không nhớ gì nữa, chúng ta gõ mỗi chữ Tập Đoàn Võ là nó ra. Hoặc là quên nữa thì ghi cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn là nó sẽ ra. Chúng ta sẽ có các thông tin trên đấy để chúng ta tìm hiểu. Nếu ai thích kinh doanh, thích trở thành doanh nhân, có thể vào YouTube để hỏi thầy. Hàng ngày thầy phải trả lời trên YouTube. Thầy không có thời gian để trả lời trên Facebook, bởi vì Facebook nhiều người hỏi quá. Mà YouTube là cái kênh YouTube Nguyễn Viết Hòa của thầy hiện tại nó gần 100.000 người đăng ký. Còn cái kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa thì nó mới 25.000 người thôi. Nhưng mà cái kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa sẽ dành riêng cho võ, cho nên cái video mà quay lúc nãy các em tập thì thầy sẽ đăng trên kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa. Các em xem ở trên đó. Rồi chúc các em học tốt cả văn hóa cả võ thuật nhé. Xin cảm ơn các em.
những bạn nào mà hôm bữa giờ mà chưa lấy cái giấy đăng ký thì đai được á, để tí nữa gặp chỗ thì hẳn để nhận bổ sung chưa. Cái địa điểm thi lên đây chúng ta có thay đổi một chút để chúng ta sẽ không